Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại về thêm một mẫu xe bán tải ạ. Tức là cái phần khúc xe pick up cabin kép đấy ạ, xe bán tải ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và là chiếc xe nhập khẩu ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, cái màu này là cái màu rất là độc và đẹp, nó là cái màu xanh bộ đội ạ. Riêng Mitsubishi thì là có những cái màu đen, màu bạc, màu đỏ, màu xám, nhưng mà cái màu xanh bộ đội này thì rất là hiếm và rất là ít ạ. Khoảng hàng trăm chiếc xe màu khác thì mới có một chiếc xe màu xanh bộ đội này đấy ạ. Đấy, và chiếc xe này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, về cái phần ngoại thất bên ngoài rất là đẹp ạ. Chúng tôi mua về đây còn chưa có rửa ráy gì là tôi đem đây tôi quay luôn cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên là nó cũng có đôi phần xước sát, nhưng ở những chiếc xe bán tải như thế này thì chúng tôi cũng có thể chấp nhận được ạ. Riêng về những chiếc xe sang thì xước sát như thế này là chúng tôi phải sơn ngay rồi, chúng tôi phải đem ra làm luôn rồi. Nhưng mà những chiếc xe mà bán tải mà nó lại còn nguyên bản như thế này là tôi cứ để nguyên cho nó nguyên bản hết ạ. Tuy là xước sát nó cũng nhỏ nhẹ thôi, không đáng kể lắm đâu ạ. Cơ bản là nó nguyên bản ạ. Đấy, đây là cái phần sơn của xe, phần nước sơn của xe đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp đây ạ. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Từ những cái cụm đèn pha cũng còn nguyên bản ạ. Cụm đèn pha nguyên bản ạ. Đèn gầm. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ những cái nước sơn tất cả là còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là gương ốp chrome này, xi nhan để tích hợp trên tai. Chiếc xe này thì không có xi nhan tích hợp trên gương nhưng mà tích hợp trên tai. Từ những cái tay nắm cửa để mạ chrome này, bậc cửa cũng là bậc kim loại, nó khác với những các dòng bán tải khác là bậc cửa còn bằng nhựa, chứ cái này là đã bậc kim loại rồi, rất là chắc chắn. Cảm biến lùi. Anh về ngồi chờ em một lúc nhé. Đây là cái cụm đèn hậu. Đây là cái cụm đèn hậu của xe. Cảm biến lùi đấy ạ. Và đặc biệt là chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 2 vạn km thôi, cho nên là cái dàn lốp của nó còn nguyên đây quý vị bạn ạ. Dàn lốp còn nguyên này, đết lốp là 2018 đây ạ. Đấy, đây là cái dàn lốp nhé, cả một cái dàn lốp này còn nguyên này. Cả dàn lốp còn nguyên luôn ạ. Cả dàn lốp còn nguyên luôn. Dàn lốp nguyên bản. Đây là cái số khung của xe đây quý vị các bạn ạ. Số khung của chiếc xe này rất là nét này. Dàn lốp nguyên bản này 18. Đây là cái dàn lốp sản xuất năm 2018 và dàn lốp cũng còn này. 2018 luôn, lớp sơ cua cũng chưa hạ cơ ạ. Chiếc xe này là chúng tôi lấy về là chưa có dọn rửa gì, cho nên là cái lốp nó bẩn nhá, chứ còn nguyên bản này. Vẫn còn vạch sơn chưa hạ đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, nó bẩn thôi. Gầm nghĩa là rất là đẹp luôn này. Gầm rất là đẹp. Dàn lốp còn nguyên. Đều 2018 hết ạ. Tất cả còn nguyên bản và cái ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất này. Đầu tiên là cái phần keo chỉ của bên cánh cửa này. Tất cả còn nguyên và còn rất đẹp luôn ạ.
đồng hồ công tơ mét của xe đây ạ. Chiếc xe lăn bánh được 2.8 km rồi, 2.7 chính xác là 2.7 km ạ. Và xe cũng đã được trang bị đầu DVD màn hình. Đấy, có cái đầu DVD luôn đấy ạ. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Rất là đẹp. Phải nói là chiếc xe này còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Từ 2018, sau 2 năm sử dụng thôi. Và đây là cái phần cốp sau đây ạ. Chủ xe đã lắp thêm cái nắp thùng cao rồi ạ. Lắp thêm nắp thùng cao cho nên là nhìn cái xe nó rất là rộng ạ. Chở được rất là nhiều đồ. Và cơ bản đây, tôi giới thiệu cho quý vị các bạn xem là nó còn nguyên đây này. Tất cả những cái ốc này đằng sau này nó còn nguyên bản hết này. Điều này là chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, còn nguyên. Cốp sau còn nguyên hết ạ. Đấy, chỉ có xước sát thôi ạ, chứ còn nguyên đấy, chưa có bị đâm đụng va chạm gì đâu ạ. Đây là cái cảm biến lùi nguyên bản của xe, đã có cảm biến lùi rồi các bạn nhé. Đây là nguyên bản của xe đấy ạ, không phải lắp thêm đâu. Tiếp theo là tôi sẽ mở cái cánh cửa đằng sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản hết đấy. Nội thất thì rất là đẹp rồi. Đã có lót sàn da đầy đủ hết cả rồi đây ạ. Đấy, lót sàn da đầy đủ hết rồi. Và đây là cánh cửa trước bên phụ ạ. Cũng giống như vậy ạ, keo chỉ còn nguyên đây ạ. Ốc bản lề còn nguyên hết đây. Rất là đẹp, nội thất rất đẹp luôn. Thưa với quý vị và các bạn, Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Triton 2018 này là một cái khối động cơ diesel 2.5 lít và là cái động cơ common rail. Đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ đấy ạ. Và tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn xem chi tiết hơn bây giờ đấy ạ. Từ những cái ốc cổ xả này, còn nguyên bản này, cho đến ốc turbo này, ốc mặt máy này. Đó. Tất cả nó còn nguyên bản hết này. Cụm phanh ABS này, bầu lọc gió này, cửa hút gió này. Đấy. Tất cả những cái ốc ở trên cái khối động cơ này là nó còn nguyên bản hết ạ. Và cái ắc quy này còn chưa thay cơ, nó nguyên bản đấy quý vị bạn ạ. Nó hơi bẩn một chút là chúng tôi mua về, chúng tôi đem ra đây tôi quay luôn đấy ạ. Cho nên là nó hơi bẩn. Quý vị các bạn cũng hết sức thông cảm ạ. Vì ở cái phân khúc bán tải này thì tôi cũng không dọn dẹp gì nhiều đâu. Cơ bản là cái chất của xe là chính ạ. Tôi quan tâm đến cái chất của xe nhiều hơn là cái độ sạch sẽ. Độ sạch sẽ là những xe sang, xe đẹp thì đương nhiên là phải dọn rồi. Và đây là cái phần ốc cabo quý vị bạn nhé. Ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản này. Còn nguyên hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Máy móc tất cả các chi tiết đều nguyên bản hết ạ. Đấy. Ốc tai này, đến ốc xương đầu này, tất cả là còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này là thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, còn nguyên bản hết đấy ạ. Về ngoại thất cũng như là nội thất rồi máy móc, tất cả là còn đều rất là nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên máy đã. Cùng nổ máy để chạy thử một vòng theo thế nào. Chúng ta bắt đầu nổ máy nào. Đấy. Tiếng của máy cũng rất là êm thôi ạ. Đây, và tôi sẽ chạy thử cho quý vị các bạn cùng xem. Tiện đằng nào cũng chạy về nhà luôn đấy ạ. Vì tôi cũng đang có khách chờ tôi ở nhà rồi, cho nên là tôi phải về luôn. Đấy. Riêng về cái phần xe Mitsubishi Triton, máy của nó rất là bốc ạ. Đạp ga phát là lên luôn đấy.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Và quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2018 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Triton này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 520 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn khoảng vay tới khoảng trong 6 năm và vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe đấy ạ. Thủ tục trả góp thì cũng đơn giản thôi. Tôi làm trả góp cho quý vị và các bạn từ 3 đến 5 ngày là xong rồi. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đấy, tôi đang trên đường để đi về cửa hàng tôi luôn đấy ạ. Phải nói là đi những chiếc xe bán tải thì cực kỳ là kinh tế, hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu mà lại tiện dụng nữa, chở được rất là nhiều đồ. Nhất là tôi, bản thân tôi cũng thế, cứ mỗi một lần về quê thì nó có rất là nhiều đồ. Chuyên lựa chọn của tôi là những chiếc xe bán tải. Tại cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại xe để tôi đi. Mỗi lần về quê tôi có rất nhiều xe để tôi lựa chọn, nhưng bao giờ tôi cũng phải chọn chiếc xe bán tải, tại vì là chở được rất là nhiều đồ ạ. Đấy, đường đông cho nên là không đạp ga mạnh lên để chạy lên được, chứ chiếc xe này nó cũng bốc lắm đấy. Đấy, cửa hàng tôi là hay quay ở cái chỗ mà bên cạnh cửa hàng tôi thôi, cho nên đã về đến cửa hàng tôi đến nơi đây rồi, cho nên là tôi cũng xin phép được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.